Thưa quý vị và các bạn, giúp những người không may mắc vào tệ nạn ma túy tái hòa nhập cộng đồng để làm lại cuộc đời là việc làm khó khăn, đòi hỏi không chỉ sự tự nguyện của người nghiện mà còn cần sự chung tay của cộng đồng, gia đình và xã hội. Phóng sự được thực hiện tại cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Hưng Yên. Anh Tê ở xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào, nghiện ma túy trên 10 năm nay, là lái xe đường dài có cuộc sống ổn định khi vướng vào con đường nghiện ngập heroin khiến gia đình anh ly tán, vợ con từ bỏ ra đi. Là đối tượng bắt buộc vào cai nghiện tại cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Hưng Yên trong thời gian 2 năm, chỉ sau 1 năm được hỗ trợ điều trị cắt cơn bằng thuốc Hentos 4, anh Tê phấn khởi cho biết hiện tại đã quên đi cảm giác về cơn nghiện nên sức khỏe đã tốt hơn rất nhiều. Trước khi chơi vào ma túy thì mình không có một cái suy nghĩ gì. Đó là ở ngoài mình cứ cảm giác mình chơi ma túy, mình không nghĩ được một cái công việc hay là về một cái gia đình, bố mẹ, con cái của bản thân mình. Được vào đây các thầy cô trị liệu, lao động, rồi từ ăn uống sinh hoạt đầy đủ. Nó không nghĩ đến ma túy nữa thì có thể mình trở lại hồi con người bình thường. Thì mình có thể suy nghĩ được là vì cái ma túy nó quá tác hại. Cái ma túy này nó rất là khổ mà nó phụ thuộc, rồi nó sinh ra bao nhiêu chuyện. Đối với anh C, quê ở xã Đào Dương, huyện Ân Thi, cũng có thâm niên sử dụng ma túy trên 10 năm, là đối tượng vào điều trị tự nguyện. Khoảng thời gian nghiện heroin, trong nhà có cái gì anh cũng bán, thậm chí nhiều lần thực hiện những hành vi phạm pháp để có tiền sử dụng ma túy. Nhưng sau khi được gia đình động viên tự nguyện vào cơ sở điều trị nghiện ma túy của tỉnh, anh đã hoàn toàn thay đổi. Động viên của gia đình thì em tự xin và tự nguyện để điều trị được một thời gian như thế rồi. Bây giờ em cảm thấy là người cơ thể nó khỏe rồi. Tư tưởng em thì thoải mái, suy nghĩ khác và suy nghĩ bây giờ về thì mục đích là cái suy nghĩ của em thì là làm sao để lo cho gia đình, lo cho con cái của mình. Hiện nay cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Hưng Yên đang quản lý và điều trị cho trên 170 học viên, trong đó có 120 học viên điều trị tự nguyện. Để cai nghiện thành công, lãnh đạo cơ sở cho biết cần rất nhiều yếu tố như phải vận động được người nghiện tự nguyện tham gia chữa trị, vì chỉ có tự nguyện thì họ mới chấp hành nghiêm chỉnh phác đồ điều trị. Gia đình của bệnh nhân cũng phải phối hợp tốt với nhân viên y tế trong việc giúp đỡ người nghiện về mọi mặt. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ y bác sĩ phải luôn tận tâm, dành thời gian thuyết phục an ủi và chia sẻ những khó khăn mà bệnh nhân đang gặp phải thì mới có thể giúp họ hoàn thành phác đồ điều trị. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, số người nghiện được cơ sở điều trị ổn định tái hòa nhập cộng đồng là 106 người.